Phải chăng vũ trụ của chúng ta đã được thiết kế cho sự sống? Các khám phá khoa học hiện đại cho thấy những sự trùng hợp đến kỳ lạ dường như được điều chỉnh với độ chính xác tuyệt đối, tạo ra điều kiện sống hoàn hảo mà chỉ một chút sai lệch cũng có thể khiến chúng ta không bao giờ tồn tại. Một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất là năng lượng tối, một lực chiếm 6-8% tổng năng lượng của vũ trụ, có mặt khắp nơi và gần như không thể quan sát trực tiếp. Nếu năng lượng tối chỉ cao hơn một chút, nó sẽ khiến không gian giãn nở quá nhanh, ngăn các ngôi sao, hành tinh và các thiên hà hình thành. Ngược lại, nếu thấp hơn, lực hấp dẫn sẽ thắng thế, khiến vũ trụ sụp đổ trước khi bất cứ sự sống nào có thể tồn tại. Tuy nhiên, chúng ta lại sống trong một vũ trụ có mức năng lượng tới hoàn hảo đến mức sự sống có thể phát triển. Sự kỳ lạ này không chỉ dừng ở năng lượng tối. Các định luật vật lý, các hạng số tự nhiên như tốc độ ánh sáng, khối lượng hạt proton và thậm chí cả cấu trúc nguyên tử đều có giá trị cụ thể, hoàn hảo đến mức sự sống mới có thể hình thành. Nếu bất kỳ một trong những giá trị này thay đổi dù rất nhỏ, thì vũ trụ mà chúng ta biết sẽ sụp đổ hoàn toàn. Liệu tất cả những sự trùng hợp này chỉ là ngẫu nhiên, hay vũ trụ thực sự được thiết kế với mục đích là gì? Chúng ta đang đứng trước một bí ẩn lớn, thách thức mọi lý thuyết về sự ngẫu nhiên và thúc đẩy chúng ta tìm hiểu sâu hơn. Có thể nào mọi thứ đã được sắp đặt để sự sống có thể xuất hiện và phát triển trong không gian vô tận này? Tôi là Kitten và bạn đang xem tại Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta hãy cùng bước vào hành trình khám phá những bí ẩn sâu thẳm của vũ trụ để giải mã câu hỏi đầy thách thức. Phải chăng vũ trụ thực sự được thiết kế, sắp đặt hoàn hảo cho sự sống, hay đó chỉ là một sự tình cờ đáng kinh ngạc? Trong vật lý cơ bản, chúng ta biết rằng lực hấp dẫn là lực hút giữa hai vật thể, tỷ lệ thuận với khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Lực này là nền tảng giữ cho các hành tinh duy trì quỹ đạo xung quanh mặt trời, giúp các ngôi sao tụ lại với nhau trong các thiên hà và thậm chí thu hút các thiên hà thành các cụm và siêu cụm lớn trong vũ trụ. Tuy nhiên, khi mở rộng quy mô quan sát ra xa hơn nữa, đến những khoảng cách vũ trụ bao la, chúng ta sẽ thấy một hiện tượng kỳ lạ. Các cụm thiên hà không ngừng tăng tốc di chuyển xa nhau, trái ngược hoàn toàn với trực giác rằng lực hấp dẫn sẽ kéo chúng lại gần. Đây là một bí ẩn sâu sắc của vũ trụ, và thuyết tương đối tổng quát của Einstein đã cung cấp cho chúng ta một lăng kính để khám phá điều này. Trong thuyết tương đối tổng quát, Einstein đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận về không gian và thời gian. Trước đây, chúng ta thường tưởng tượng không gian như một nền tảng cố định mà các vật thể có thể chuyển động qua lại. Nhưng Einstein cho rằng, không gian và thời gian không phải là thứ cố định, mà chính chúng có thể cố giãn, cộng vênh và thay đổi tùy theo khối lượng của các vật thể bên trong nó. Khối lượng càng lớn thì độ cong này càng rõ, và độ cong của không thời gian tạo ra cái mà chúng ta cảm nhận là trọng lực. Điều này có nghĩa là, thay vì tưởng tượng trọng lực là một lực kéo trực tiếp, như cách Newton đã mô tả, chúng ta nên hình dung rằng các vật thể lớn như mặt trời hoặc các ngôi sao làm biến dạng không gian xung quanh chúng, tạo ra một bề mặt cong mà các vật thể nhỏ hơn, như hành tinh, phải lăn theo chúng. Nói cách khác, khối lượng của mặt trời làm uốn cong không thời gian xung quanh nó, và hành tinh chỉ đang di chuyển theo đường cong đó, điều mà Einstein gọi là đường thẳng trong một không thời gian cộng. Đáng chú ý là sự mở rộng ngày càng nhanh của vũ trụ giữa các cụm thiên hà không phải là do một lực đẩy hay lực hút trực tiếp nào giữa chúng, mà chính là sự giãn nở không thời gian. Trong vũ trụ ở quy mô cực lớn, các thiên hà không thật sự di chuyển ra xa nhau, mà chính không gian giữa chúng đang kéo giãn một cách nhanh chóng. Thuyết tương đối tổng quát cho thấy rằng không thời gian có thể kéo giãn dưới sự ảnh hưởng của một yếu tố chưa được hiểu đầy đủ, có thể là năng lượng tối, một lực bí ẩn thúc đẩy sự giãn nở ngày càng nhanh của không gian. Giải mã sự giãn nở và cong vênh của không thời gian không chỉ giúp chúng ta hiểu được sự phân bố các thiên hà, mà còn mở ra những bí ẩn lớn về nguồn gốc và tương lai của vũ trụ. Trong thuyết tương đối tổng quát của Einstein, bất kỳ vật thể nào có khối lượng đều làm uốn cong không thời gian xung quanh nó, tạo ra lực hấp dẫn. Tuy nhiên, Einstein cũng chỉ ra rằng không chỉ khối lượng mà bất kỳ dạng năng lượng nào, bao gồm áp suất, cũng có tác động đến cấu trúc không thời gian và lực hấp dẫn. Một khái niệm quan trọng trong vũ trụ học là mật độ năng lượng, hay lượng năng lượng trong một thể tích không gian nhất định. Nó bao gồm năng lượng tự nhiệt, chuyển động và các tương tác khác trong một khoảng không gian cụ thể. Trong vũ trụ của chúng ta, các vật chất thông thường như bụi và khí liên sao có mật độ năng lượng dương, nghĩa là chúng tác động một lực hấp dẫn nhỏ lên không gian xung quanh. Ngoài ra, khi các hạt va chạm và đẩy nhau, chúng tạo ra áp suất dương, một lực tác dụng lên bề mặt của vật chất trong không gian. Theo thuyết tương đối tổng quát, mật độ năng lượng và áp suất đều ảnh hưởng đến không thời gian. Và khi mật độ năng lượng và áp suất dương tồn tại, chúng sẽ làm chậm sự giãn nở của không gian, do tác động hấp dẫn của chúng làm uốn cong không gian xung quanh. Điều này có thể thấy rõ trong vũ trụ chúng ta,
nơi các cụm thiên hà tác động lực hấp dẫn lên nhau, tạo nên các cấu trúc rộng lớn hơn như siêu cụm thiên hà. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tồn tại một dạng vật chất có mật độ năng lượng dương nhưng áp suất lại mang giá trị âm? Trạng thái áp suất âm sẽ dẫn đến một hệ quả rất khác. Không thời gian sẽ không bị làm chậm lại, mà thay vào đó sẽ bị đẩy giãn nở nhanh hơn. Thay vì tạo ra lực hút, vật chất có áp suất âm sẽ đóng vai trò như một lực đẩy trên quy mô vũ trụ. Đây là ý tưởng nền tảng của năng lượng tối, một loại năng lượng kỳ lạ với mật độ thấp nhưng tác động mạnh lên toàn vũ trụ, làm cho không gian kéo giãn ngày càng nhanh. Năng lượng tối rất khó hiểu vì áp suất âm không giống với bất kỳ điều gì chúng ta gặp trong đời sống thường ngày. Áp suất âm không có nghĩa là thiếu vật chất. Thay vào đó, nó là một lực tác động đẩy, làm giãn không thời gian. Nếu coi năng lượng tối là một loại trường đặc biệt, trường này không chỉ đẩy các thiên hà ra xa nhau, mà còn đẩy mọi thứ trong không thời gian ra xa. Hiện tượng này giải thích tại sao chúng ta quan sát thấy vũ trụ đang giãn nở với tốc độ tăng dần. Như thể chính không thời gian đang tự tránh xa các thiên hà, tạo ra khoảng trống lớn giữa chúng. Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã dành nhiều công sức để tìm hiểu bản chất của năng lượng tối và tính toán mật độ năng lượng cần thiết để tạo ra tốc độ giãn nở không gian mà chúng ta quan sát trong vũ trụ. Con số mà họ tìm thấy là rất nhỏ, chỉ khoảng 10 mũ âm 9 trong đơn vị SI. Đây là lý do vì sao chúng ta không nhận thấy ảnh hưởng của năng lượng tối trên trái đất mà chỉ ở quy mô lớn của vũ trụ. Con số nhỏ này hóa ra lại là yếu tố then chốt cho sự ổn định của vũ trụ. Nếu mật độ năng lượng tối lớn hơn hoặc nhỏ hơn một chút, vũ trụ của chúng ta sẽ rất khác và không thể tồn tại sự sống như chúng ta biết. Hãy cùng xem qua lịch sử của vũ trụ để hiểu rõ hơn về vai trò của năng lượng tối. Ngay sau vụ nổ lớn, vũ trụ ở trạng thái nóng và dày đặc. Ban đầu, bức xạ và các hạt cực nhẹ như photon chiếm ưu thế với mật độ cao và áp suất dương, khiến các hạt này loãng dần theo sự giãn nở của không gian. Khi vũ trụ nguội đi, proton và neutron bắt đầu hợp nhất để tạo ra hạt nhân nguyên tử đầu tiên. Dần dần, các hạt nhân này kết hợp với electron để tạo thành các nguyên tử hydro và heli, những nguyên tử nền tảng hình thành nên các ngôi sao đầu tiên. Dưới tác dụng của lực hấp dẫn, các ngôi sao tụ lại, tạo thành các thiên hà và cụm thiên hà. Tuy nhiên, vào một thời điểm trong lịch sử vũ trụ, năng lượng tối bắt đầu phát huy tác dụng mạnh mẽ, thúc đẩy tốc độ giãn nở không gian và ngăn cản sự hình thành của các cấu trúc lớn hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu mật độ năng lượng tối cao hơn một chút? Trong trường hợp đó, lực đẩy của năng lượng tối sẽ đủ mạnh để ngăn cản các thiên hà hình thành, đẩy các ngôi sao ra xa nhau mạnh mẽ đến mức lực hấp dẫn không thể giữ chúng lại. Nếu năng lượng tối chỉ lớn hơn một chút nữa, thậm chí không có hạt nhân hay nguyên tử nào có thể tồn tại, khiến vũ trụ trở thành một không gian trống rỗng không có cấu trúc và sự sống. Đáng chú ý là các nhà vật lý đã cố gắng tính toán mật độ năng lượng của năng lượng tối dựa trên lý thuyết trường lượng tử, nhưng kết quả nhận được lại lớn hơn nhiều so với con số mà chúng ta quan sát thấy. Sự chênh lệch này lớn đến mức gần như không tưởng, tạo nên một trong những bí ẩn lớn nhất của vật lý hiện đại. Theo các tính toán, nếu năng lượng tối có giá trị dương quá cao, vũ trụ sẽ không thể có các cấu trúc như ngôi sao và thiên hà, mà chỉ là một không gian trống rỗng tràn ngập năng lượng tối. Ngược lại, nếu năng lượng tối có giá trị âm cao tương tự, thì vũ trụ sẽ không giãn nở, mà sẽ sụp đổ nhanh chóng vào chính nó, tạo ra một hiện tượng được gọi là Big Crunch, đại sụp đổ. Để giải thích cho sự chênh lệch lớn giữa lý thuyết và thực tế, các nhà khoa học đã đề xuất rằng có thể tồn tại các hạt với năng lượng dương và áp suất âm chưa được phát hiện, hoặc rằng có những nguồn năng lượng tiềm ẩn nào đó trong vũ trụ giúp tạo ra sự cân bằng, làm cho mật độ năng lượng tới gần bằng với giá trị quan sát được. Những bí ẩn này cho thấy có thể vẫn còn những nguyên lý cơ bản trong lý thuyết trường lượng tử hoặc các khía cạnh chưa biết của năng lượng tối mà khoa học hiện nay chưa hiểu rõ. Qua nhiều năm nghiên cứu, khoa học vẫn chưa giải đáp hết mọi bí ẩn của năng lượng tối, nhưng lý thuyết trường lượng tử đã cung cấp một cơ sở rất vững chắc. Điều đáng kinh ngạc là, mặc dù kết quả tính toán của lý thuyết này không hoàn toàn khớp với quan sát, sự trùng hợp của các yếu tố vũ trụ lại đưa đến một sự cân bằng tinh tế đến mức chúng ta tồn tại mà không bị nghiền nát bởi lực hấp dẫn hay bị xé toạc bởi sự giãn nở không gian. Cơ hội để mật độ năng lượng tới có giá trị phù hợp như hiện nay thực sự rất thấp, đặc biệt khi lý thuyết dự đoán rằng nó nên cao hơn nhiều. Nhưng kết quả là vũ trụ hiện tại đủ ổn định để các hạt kết hợp thành nguyên tử. Các nguyên tử tạo nên sao, thiên hà, và cuối cùng là các điều kiện thích hợp cho sự sống. Nếu mật độ năng lượng tối lớn hơn, lực đẩy của nó có thể đã phá hủy cấu trúc thiên hà và khiến các ngôi sao không thể hình thành. Ngược lại, nếu nó quá thấp, lực hấp dẫn sẽ thắng thế và đẩy chúng ta vào một điểm kỳ dị vũ trụ, nơi tất cả sẽ sụp đổ trong một cái chúng ta gọi là Big Crunch. Điều này làm nảy sinh câu hỏi lớn hơn.
liệu đây có phải là một sự tình cờ may mắn hay là một điều gì đó đã được thiết kế sẵn? Đây là một lĩnh vực không chắc chắn, vượt ra khỏi những gì khoa học đã chứng minh được và đi vào những giả thuyết sâu xa như lý thuyết đa vũ trụ, rằng vũ trụ của chúng ta có thể chỉ là một trong vô số vũ trụ khác, với mọi vũ trụ có các hạng số và điều kiện khác nhau. Những câu hỏi này khiến ta không khỏi ngạc nhiên về khả năng tồn tại của chính mình. Thực tế là, để giải đáp câu hỏi tại sao chúng ta tồn tại, nhân loại sẽ còn phải trải qua nhiều thập kỷ hay thậm chí thế kỷ để nghiên cứu. Còn bạn nghĩ sao? Có phải chúng ta ở đây hoàn toàn là ngẫu nhiên hay có một điều gì đó lớn lao hơn đang chi phối? Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận. Vũ trụ này có vẻ luôn dành sẵn những bất ngờ để cho chúng ta khám phá. Nếu bạn yêu thích khám phá và đam mê những câu chuyện bí ẩn lạ lùng về vũ trụ bao la, hãy tham gia cùng chúng tôi tại Kitten Explorer. Mỗi lượt đăng ký và mọi ý kiến đóng góp từ các bạn không chỉ là nguồn động viên, mà còn là cảm hứng để chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá những bí ẩn còn an giấu của vũ trụ. Hãy để lại quan điểm, mong muốn của bạn về những chủ đề sắp tới. Hãy cùng nhau mở rộng tầm hiểu biết và khám phá những bí ẩn chưa được hé lộ trong vũ trụ bao la này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.